Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đứng nói chuyện với người dân ngoài đường khiến netizen Trung Quốc hiểu ra thế nào là cảm giác yên bình. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một video quay cảnh bác Phạm Minh Chính đứng nói chuyện với người dân ở bên đường. Mọi người cùng nghe một chút xem nhé. Bác ơi, bác về quê làng cửa bác thấy có đẹp không? Đẹp. Có sân bóng là rất là rộng đúng không bác? Nhờ bác, vâng, sau là cháu là sẽ làm nên khang trang hơn tí nữa, nó đẹp đấy. Đẹp cấp đấy gì ạ? Có truyền thống thể thao, à, đúng không? Có mấy anh em nhà tiến dụng, vâng. Bắn gôn, vâng. Mấy hôm nay chúng cháu được bác về, bác mạnh khỏe quá, mừng lắm. Bác khỏe, mừng. Khỏe lắm sao? Lo cho đất nước. Khỏe lắm sao bằng anh được? Úi giời, bác khỏe đi. Thấy bác khỏe là mừng rồi. Chào bà con nhé. Nếu như mọi người để ý các chuyến công tác của bác Phạm Minh Chính tới các tỉnh thành, địa phương hay các công trình trọng điểm quốc gia thì đó luôn là một phong cách rất giản dị với chiếc áo cô tông bạc màu. Cách nói chuyện rất niềm nở tạo cho người nghe cảm giác gần gũi và dễ chịu. Video này nhanh chóng thu hút rất đông khán giả Trung Quốc quan tâm và họ để lại nhiều quan điểm theo góc nhìn cá nhân của họ. Sau đây, anh xin tổng hợp lại cho mọi người nghe thử xem họ nói gì nhé. Phước lành cho người dân Việt Nam. Rất giản dị và thân thiện. Chúc mừng năm mới và lễ hội mùa xuân hạnh phúc khắp Việt Nam. Không tệ, ông ấy rất thân thiện với mọi người. Đây là miền Bắc Việt Nam, miền Trung và miền Nam rất nóng và bạn chỉ có thể mặc quần áo ngắn tay. Thời tiết ở Việt Nam tốt và đất nước sẽ sớm trở nên giàu có. Thật là một điều may mắn cho người dân Việt Nam khi có được vị quan gần gũi với nhân dân như vậy. Tôi chưa bao giờ gặp trưởng thôn trong làng của chúng tôi. Một người lãnh đạo gần gũi với nhân dân. Dân tộc Việt Nam cũng là một dân tộc theo đuổi văn minh và trí tuệ. Cảm giác rất thân thiện. Việt Nam sẽ phát triển rất nhanh. Không vị lãnh đạo nào trên thế giới dám ra ngoài nếu không có sự bảo vệ của hải quân trên bộ và trên không. Dường như mức sống của người dân Việt Nam đã được cải thiện. Việt Nam còn nghèo, chưa đủ tiền mua sơ mi trắng chứ đừng nói đến áo khoác lãnh đạo. Tôi đã đến Việt Nam 2 lần từ đèo Hữu Nghị, băng tường ở Quảng Tây. Tôi có ấn tượng rất tốt về Việt Nam, hy vọng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ mãi bền chặt. Tôi không biết liệu kiếp này tôi có mang con trai mình đến đây lần nữa hay không. Ông thủ tướng này quả thật thân thiện với người dân. Thủ tướng tốt của nhân dân, phúc ấm của nhân dân nước họ. Đây là một đất nước thông minh, họ tin rằng nền kinh tế của mình sẽ cất cánh trong tương lai. Việt Nam đang phát triển nhanh chóng ở khu vực Đông Nam Á, mục nát đó. Tôi có thể hiểu được mọi thứ người ta nói ở Việt Nam, nó rất gần với tiếng Quảng Đông. Họ cười thật tự nhiên và vui vẻ. Ông ấy ăn mặc đơn giản và thân thiện với mọi người. Ngài thủ tướng trẻ, đẹp trai và ưa nhìn. Tuần trước tôi vừa đi tham quan vùng rừng già xa xôi của Việt Nam và tôi thấy nhiều ngôi chùa cổ với những câu đối được khắc trên đá bằng chữ Hán cổ, nhưng không có một chữ Hán nào trong bất kỳ cửa hàng nào trên con phố nhộn nhịp mà tôi đi qua. Khuôn mặt anh ấy ngay thẳng và bình yên, quyền lực nên được trao cho những người như vậy. Tôi thậm chí còn không biết bí thư thôn là ai. Trông giản dị quá, chắc hẳn là một quan chức giỏi, chính trực. Đây là cách bạn phải phục vụ nhân dân. Nó sẽ là một đất nước hạnh phúc và sẽ mạnh mẽ trong tương lai. Đây là thật hay giả? Ở nước ngoài có thật là được như vậy hay không? Không ai biết thị trưởng của thị trấn địa phương chúng tôi là ai. Rất đáng kính trọng, đáng học tập. Thậm chí các diễn viên ở một số khu vực khi ra ngoài đều mang theo nhân viên bảo vệ. Có phải ở Việt Nam họ quá nghèo, không đủ tiền thuê nhân viên bảo vệ không? Tôi rất ghen tị khi nước họ có một người lãnh đạo giỏi như vậy. Bình đẳng cho tất cả mọi người là bản chất của nền văn minh nhân loại. Tôi nghe nói nếu họ biển thù 100.000 nhân dân tệ sẽ bị tử hình. Các biện pháp bảo vệ lãnh đạo cao cấp trong trường hợp này là gì? Vì họ không có quyền lực chính thức tuyệt đối nên chúng ta hãy nhanh chóng học hỏi từ họ. Vệ sĩ phải đứng phía trước mặt lãnh đạo để che chắn thì mới đúng. Việt Nam nghèo và không có nhân viên bảo vệ. Mục đích làm quan là làm lợi cho dân, bằng không thì chẳng là gì cả. Rất tự nhiên, không có sự sắp xếp trước ở đây thật sao? Thực sự thân thiện với mọi người, dễ gần, không có cách ứng xử kiêng nhẹ, quan cách. Điều này cho thấy người dân Việt Nam hạnh phúc. Chúng tôi chưa bao giờ thấy quan chức nào ở thị trấn của chúng tôi. Rất thân thiện, một số họ cũng mặc quần áo bình thường. Thậm chí nó còn không có quay phim, phát sóng chính thức.
Sau khi tôi trở thành thư ký thôn ở trong làng, mọi cuộc họp trong làng đều phải trải thảm đỏ, khí chất của tôi không thể bị mất đi. Cán bộ yêu dân, người dân sẽ yêu cán bộ. Tôi nghĩ nếu những người dân thường có được những quan chức như vậy là điều may mắn. Sống từng này tuổi rồi, tôi không biết bí thư thị trấn và trưởng thị trấn của chúng tôi trông như thế nào. Hình dung và dung mạo bên ngoài, anh ấy có vẻ là một quan chức tốt. Tại sao những người có tính cách thân thiện với mọi người lại thích tìm kiếm người già và trẻ em để nói chuyện? Bởi vì họ tạo cho mọi người ấn tượng rằng họ không chạy theo lợi nhuận, nên họ phải thực tế hơn và không mang tính biểu diễn. Con người thân thiện với con người sẽ được hình thành một cách tự nhiên. Gần dân, không lên sóng chính thức, đơn giản là hành động giống như người thường. Thật sự kỳ lạ, tại sao không có ai cầm ô che cho ông ấy? Làm thế nào bạn có thể chứng minh rằng bạn là một quan chức nếu bạn thậm chí không đeo cà vạt? Tôi thích sự thoải mái và thân thiện của nó, rất giản dị và không có chút không khí trịch thượng nào. Không ai trong số họ giàu có và không ai trong số họ cần an ninh. Ngoài chức danh chính thức, họ chỉ là thường dân. Điều này có thể đạt được bằng cách minh bạch thu nhập chính thức. Việt Nam đang nắm bắt cơ hội hội nhập vào các nhóm nước tiên tiến và phát triển nhanh chóng. Không mặc đồng phục, không có cảnh sát dọn đường, không có an ninh thật sao? Điều gì đang xảy ra thế này? Không có sự phát sóng chính thức và nó đi sâu vào cơ sở, tình cảm sâu sắc với nhân dân. Điều này không thể chấp nhận được, nó sẽ làm mất đi quyền lực chính thức của bạn. Tôi đã làm việc trong doanh nghiệp nhà nước suốt 35 năm, chưa bao giờ thấy mặt cảnh sát phó. Chúng tôi thậm chí không thể nhìn thấy người đứng đầu thị trấn hoặc người đứng đầu quận của chúng tôi. Người dân bình thường có thể nhìn thấy thủ tướng thật sao? Chắc chắn là đã có sự sắp xếp từ trước, phải không? Tôi cũng giống ông ấy, là một người quản lý, tôi không bao giờ khoe khoang với người thân và bạn bè. Dù giữ chức vụ cao nhưng tôi vẫn mỉm cười chào mọi người như thường lệ. Tôi là người có tiếng nói cuối cùng ở sảnh khách sạn. Rốt cuộc, một ngày có 3 ca và ở đó mỗi ca chỉ có một mình tôi. Trong ca đêm khách đều ngủ hết, tôi chỉ có thể khoe với nhân viên bảo vệ ở cửa. Đất nước này luôn có những đột phá mới, tuy nhỏ nhưng không thể coi thường. Một đất nước thực sự tốt là khi người dân có cuộc sống tốt, đi sâu vào lòng người và chiếm được cảm tình của người dân. Hương vị thì tương tự nhưng phô trương thì nhỏ, thân thiện với người dân hơn, chấp nhận được. Người Việt Nam rất chăm chỉ, một số xưởng gỗ của chúng tôi ở đây đều là người Việt Nam. Triết lý và chính sách quản trị của Việt Nam thiên về phương Tây. Quốc gia như vậy không thể không tiến bộ và phát triển, chắc chắn họ sẽ tiến bộ và phát triển rất tốt và nhanh chóng. Chính sách và môi trường đầu tư tốt của Việt Nam sẽ nổi tiếng như Singapore trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của khán giả Trung Quốc. Mọi người nghĩ sao về phong cách lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong suốt thời gian vừa qua? Hãy để lại bình luận của bạn cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ, video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.